Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Khoa học Base eHiring. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác để có thể tạo một tin tuyển dụng lên trên hệ thống Hiring. Tương tự video trước đó, anh chị cũng sẽ truy cập vào đường dẫn hiring.base.vn và bắt đầu cùng tôi thực hiện thao tác. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần tạo một tin tuyển dụng mới. Anh chị sẽ vào phần tin tuyển dụng và chọn đăng tin tuyển dụng. Sau đây, thao tác đơn giản và một câu thần chú đơn giản đó là phần mềm hỏi gì các anh chị sẽ trả lời như vậy. Giả sử tiêu đề tin tuyển dụng là nhân viên kinh doanh. Code này có thể là theo cái quy ước của công ty là nhân viên kinh doanh gạch ngang 01. Trên phần mềm sẽ yêu cầu là một tin tuyển dụng sẽ thuộc một phòng ban nào đó thì anh chị có thể chọn phòng ban cho nó. Và một tin tuyển dụng có thể thuộc một hoặc là nhiều văn phòng. Anh chị có thể chọn những văn phòng này. Mục đích của việc này là khi mà ứng viên truy cập vào website của bên mình, ứng viên chọn là tôi muốn tìm các vị trí tuyển dụng thuộc văn phòng Hồ Chí Minh của công ty Bay chẳng hạn, thì nó sẽ hiển thị ra tin tuyển dụng này. Nó sẽ dựa vào địa điểm để lọc ra thông tin tuyển dụng. Mức lương để hiển thị cho ứng viên nhìn thấy 6 triệu này, đến giả sử đến 20 triệu này. Rồi. Rồi tôi sẽ chọn là hiển thị mức lương trên trang tuyển dụng chứ không có hiển thị là thỏa thuận. Rồi. Số lượng ứng tuyển ở đây có thể là 20 người. Thời hạn cuối cùng được nộp đơn có thể là 1 tháng sau là ngày 14 tháng 7. Miêu tả công việc, tôi sẽ cần phải đính kèm một cái ảnh cover ở đây. Anh chị lưu ý là mình phải điền đúng cái kích thước ảnh hiển thị trên này. Anh chị sẽ đính kèm ảnh vào đây. Và sau đó thì anh chị sẽ viết miêu tả công việc rõ ràng cho vị trí này. Anh chị có thể viết văn bản ở đây, hoặc là anh chị có thể đính kèm các hình ảnh mà công ty mình có tại đây. Sau đó thì kéo xuống phía dưới. Một tin tuyển dụng thì nó sẽ thuộc một thư mục lưu trữ nào đó. Thì anh chị sẽ chọn Talent Pool ở đây, có thể là Talent Pool Sales. Thì tất cả các CV mà ứng tuyển vào tin nhân viên kinh doanh, nó sẽ đổ về Talent Pool Sales để chúng ta có thể remarketing lại sau này. Tiếp theo là thành viên quản lý, là những người có quyền xem toàn bộ thông tin ứng viên và xử lý quy trình tuyển dụng. Ở đây có thể là Luân. Người này sẽ nhận được thông báo khi mà ứng viên ứng tuyển vào vị trí này. Mục deadline là thời hạn hoàn thành toàn bộ quá trình tuyển dụng, là tính từ khi mà ứng tuyển này, đến khi phỏng vấn, đến khi đi làm chính thức thì sẽ kết thúc vào ngày nào. Giả sử cả quá trình tuyển dụng là kết thúc việc nộp đơn là 14 tháng 7 thì kết thúc cả quá trình tuyển dụng có thể là ngày 31 tháng 8. Đó. Phục vụ cho mục đích là tối ưu công cụ tìm kiếm thì chúng ta sẽ điền những cái địa điểm mà chúng ta hướng đến. Địa điểm đường này và các cái mã bưu chính. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu lại. Nếu mà anh chị chưa biết thì mình tạm thời có thể bỏ trống phần này. Sau đó lưu lại. Sau khi mà nhập xong những thông tin cơ bản thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là nhập các tiêu chí đánh giá. Trong tiêu chí đánh giá thì anh chị có thể chọn các tiêu chí mà mình đã cài đặt từ trước. Ở đây anh chị sẽ thêm một tiêu chí này. Giả sử như anh chị muốn vị trí sale là phải có bền bỉ kiên trì, điểm kỳ vọng của anh chị là 4/5, trọng số là 1, sau đó thêm tiêu chí mới. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, anh chị có thể thêm nhiều tiêu chí cùng một lúc. Ví dụ như ở đây tôi muốn đặt khách hàng là trung tâm này, nhạy bén này, trung thực này là 3 tiêu chí cần có. Điểm trọng số trung bình là 3. Lưu lại. Đây là tôi vừa thêm 4 tiêu chí vào tin tuyển dụng này. Tuy nhiên, nếu mà có một tiêu chí nào trong đây mà có trọng số cao hơn các tiêu chí còn lại thì tôi sẽ chỉnh sửa trọng số của nó. Ví dụ như là bền bỉ và kiên trì là một cái yếu tố rất là quan trọng. Tôi sẽ để trọng số là 2. Ý nghĩa của nó là gì? Giống như hồi trước chúng ta đi học, những môn cơ bản thì sẽ là nhân 1, còn toán văn thì sẽ nhân đôi, thì thể hiện cho mức độ quan trọng của nó. Còn điểm kỳ vọng là cái mức ưu tiên để chúng ta có thể vẽ ra được một cái bảng đánh giá cho từng ứng viên. Trong phần mà đánh giá ứng viên thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn về phần này, về phần điểm kỳ vọng. Trên phần tiêu chí đánh giá còn cho phép chúng ta có thể theo chép tất cả các cái tiêu chí đánh giá từ vị trí khác về đây để tiết kiệm thời gian tạo tin tuyển dụng cho tất cả các anh chị. Mình có thể chọn vào một tin bất kỳ và nó tự động hiển thị ra tất cả các vị trí của tin tuyển dụng đó tại tin tuyển dụng mới này. Và ở phần này sẽ có một phần là các yêu cầu bắt buộc.
Ví dụ như chúng ta sẽ có yêu cầu bắt buộc là phải tốt nghiệp đại học chẳng hạn. Thêm yêu cầu thì nếu mà ứng viên ứng tuyển và họ không đạt được yêu cầu này thì chúng ta có thể chọn là bạn ấy không đạt yêu cầu và ngay lập tức ứng viên ấy sẽ bị từ chối và bị đưa đến bước là reject. Sau khi làm xong phần thông tin này thì các anh chị sẽ chuyển sang xuống phần quy trình tuyển dụng. Tương tự với phần tiêu chí đánh giá thì anh chị hoàn toàn có thể copy một quy trình tuyển dụng của một team tuyển dụng khác vào đây để tiết kiệm thời gian thao tác. Tuy nhiên nếu mà anh chị thao tác lần đầu thì chúng ta cũng sẽ có các cái bước mặc định của phần mềm. Đây là các bước mặc định của phần mềm. Đầu tiên là bước CV apply này. Thì ở đây nó sẽ có một phần là mẫu email hoặc là mẫu phỏng vấn tự động. Thì bây giờ tôi sẽ cài đặt, giả sử như là khi vào bước này tôi muốn có một cái email tự động. Giả sử như ở đây là thư xác nhận ứng tuyển này. Tôi cài đặt pin này thì ngay lập tức khi mà có một ứng viên ứng tuyển thì nó sẽ tự động gửi cái mẫu email này cho bạn ứng viên đó. Còn nếu chúng ta không muốn gửi tự động thì chúng ta sẽ chọn cái tùy chọn ở đây là yêu cầu phải chọn lại mẫu email trước khi gửi, sau đó chỉnh sửa giai đoạn. Ý nghĩa của phần quy trình tuyển dụng là gì? Là chúng ta liệt kê rõ tất cả các giai đoạn mà cái bạn ứng viên sẽ trải qua tại cái quá trình tuyển dụng của công ty. Và trong từng bước đấy có thể sẽ có email gửi cho bạn đó, có những email mời phỏng vấn gửi cho bạn đó, hoặc là có những cái bài test gửi cho bạn ấy. Thì chúng ta làm càng rõ cái quy trình và giai đoạn tuyển dụng ở đây thì chúng ta càng có thể dễ đo lường và đưa ra các cái phần tối ưu cho hoạt động tuyển dụng của công ty. Thao tác anh chị cần nhớ đơn giản ở đây là mình sẽ liệt kê ra các bước và giữa mỗi bước mình sẽ có các phần về thư xác nhận ứng tuyển, hoặc là giả sử ở đây chúng ta có một phần là interview thì tôi sẽ để luôn là cứ khi vô bước interview tôi sẽ gửi một cái email về bài kiểm tra năng lực hoặc là một email về thư mời phỏng vấn cho bạn ấy. Giả sử như ở đây thư mời phỏng vấn tôi lưu lại thì phần mềm sẽ hiểu là khi đến bước này thì sẽ tự động có email cảm ơn gửi đi, khi đến bước phỏng vấn thì sẽ tự động có email mời phỏng vấn gửi đi. Tất nhiên là để mà sử dụng được chức năng này thì anh chị cần phải cài đặt mẫu email theo hướng dẫn của video trước đó. Và ở trên hệ thống thì sẽ có mặc định 3 bước, đó là bước offer. Anh chị cũng cần phải cài đặt email tự động. Bước 2, cài đặt email tự động. Và bước reject nếu mà ứng viên không đạt yêu cầu. Đó là phần liên quan đến quy trình tuyển dụng. Sau đó thì anh chị lưu lại. Sau khi lưu lại thì chúng ta sẽ chuyển sang phần đơn ứng tuyển. Đơn ứng tuyển là những thông tin mà bạn ứng viên cần phải điền trước khi mà bạn ấy nộp CV cho mình. Ví dụ chúng ta muốn bạn đấy là điền họ và tên và email, hai cái này là bắt buộc rồi. Chúng ta muốn bạn đấy điền CV cho chúng ta thì sẽ ấn nút sử dụng và bắt buộc phải điền. Chúng ta muốn bạn đấy điền số điện thoại thì chúng ta chọn và bắt buộc phải điền. Chúng ta càng có nhiều thông tin của bạn ứng viên thì sau này chúng ta lọc CV càng dễ. Giả sử như chúng ta có thể chỉ cần search số điện thoại là chúng ta có thể tìm ra được bạn ứng viên đó rồi. Thì ở đây có một danh mục tất cả các cái thông tin mà phần mềm đề xuất để anh chị có thể sử dụng. Ví dụ muốn lấy thông tin về giới tính thì chỉ cần chọn nút sử dụng và bắt buộc trả lời. Nếu mà trên màn hình anh chị muốn nó thu gọn lại thì anh chị sẽ chọn trạng thái là thu gọn. Rồi. Ngoài ra ở đây nếu mà không có những thông tin mà anh chị cần thì anh chị hoàn toàn có thể tạo những câu hỏi bổ sung ở đây. Và khi ứng viên ứng tuyển, trên giao diện của bạn đó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các câu hỏi mà anh chị yêu cầu. Rồi sau phần này anh chị sẽ chuyển sang phần form đánh giá. Form đánh giá là gì? Form đánh giá là nơi mà chúng ta sẽ liệt kê ra các câu hỏi dành cho cái người thực hiện phỏng vấn. Thường thì sau khi phỏng vấn xong á, cái người chuyên viên tuyển dụng họ sẽ quay trở lại trưởng phòng và họ hỏi là anh ơi, chị ơi, anh chị thấy cái bạn ứng viên vừa rồi thế nào? Thì đây là tất cả các câu hỏi mà người TA sẽ hỏi các trưởng bộ phận. Nếu tiêu chí đánh giá là những chỉ số đo lường có tính định lượng thì form đánh giá là những câu hỏi mang tính định tính. Thay vì trước đây chúng ta phải gặp trực tiếp thì chúng ta sẽ liệt kê rõ ở đây. Và trước khi hoàn thành cái quá trình phỏng vấn, người thực hiện phỏng vấn là trưởng phòng họ sẽ phải điền và trả lời các câu hỏi mà chúng ta đã liệt kê sẵn ở đây. Ví dụ như có thể
như vậy, mình hỏi một câu đơn giản nhưng mà mình cần phải lưu lại thì mình liệt kê ra đây, và mình chọn trường thông tin là ngành, giải thích hỏi cần, ví dụ bắt buộc là yes, thêm câu hỏi. Thì khi mà người trưởng phòng người ta kết thúc cái quá trình phỏng vấn với người ứng viên ấy, thì họ sẽ phải điền cho chúng ta cái thông tin này. Ý thứ ba đó là câu hỏi phỏng vấn. Đối tượng mà sử dụng cái câu hỏi phỏng vấn này là dành cho giám đốc hoặc là các trưởng phòng. Đây giống như là một cái ngân hàng các câu hỏi thường có, để khi mà giả sử trưởng phòng thiếu ý tưởng đặt câu hỏi cho bạn ứng viên thì họ có thể dựa vào câu hỏi phỏng vấn đề xuất ở đây để họ có thể hỏi những câu hỏi cho cái bạn ứng viên tham gia phỏng vấn ngày hôm đó. Ví dụ như là kinh nghiệm 5 năm nhất. Vâng, đấy, mình sẽ liệt kê ra các cái câu hỏi thường có mà công ty mình sẽ hỏi một bạn ứng viên tại đây. Sau khi mà anh chị đã nhập đầy đủ tất cả các thông tin ở đây thì chúng ta sẽ đến bước là review và đăng tin chính thức. Để mà tin đăng sẽ công khai trên hệ thống thì anh chị sẽ chọn vào mục công khai. Sau đó thì anh chị có thể đọc nhanh tất cả thông tin ở đây. Đọc hết tất cả các thông tin ở đây nếu anh chị có thời gian. Còn trong nội dung của video này thì khi mà đã nhập xong đầy đủ thông tin thì anh chị chỉ cần nhấn nút công khai. Và sau đó thì ấn dấu này, dấu X ra và click vào cái tin này. Sau đó anh chị sẽ click vào xem tin trên website tuyển dụng. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về thao tác tạo một tin tuyển dụng mới. Để có thể nắm rõ hơn về tính năng của hệ thống, các anh chị hãy giải đáp một vài câu hỏi có ở dưới video này. Cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi video.